Nè hai đứa, bữa giờ hai đứa giành ba hoài luôn á đúng không? Cho nên là bây giờ là sẽ tổ chức một cuộc thi, ai thắng thì giành được ba nha. Người đánh ra ra hả? Nè, rồi giờ ba luyện cái này, đứa nào chụp được đứa đó thắng, ok chưa? Thôi trời ơi, ngáp, tôi cho thi nè, chuẩn bị thi nè. Sẵn sàng chưa? Rồi không nhường đâu á hả? Trời thi nè, ok chuẩn bị nhá. Trời ơi, dễ lẹ quá, sao đều đứng không vậy con? Ok rồi lại nha, nhắc. Giỏi, trời ơi, hạt dẻ giỏi hơn rồi, nhắc. Good girl, rồi đưa đây ba, đưa đây. Thôi hạt điều không có dành nè, ba là của chị dẻ nha, hạt điều không có chịu thi gì hết, toàn đứng không à. Lì, trời ơi, lì nè, nhả ra. Giỏi.